cái P20 của con máy vắt sổ Zotac này. Khi mình vào P20 nhá. Ok, mình để ở 3 này. Còn ok ấn P ra này. Khi mình chạy này. Mình chạy ra khỏi vải này, tự nó sẽ nhấc này. Lên một tí này. Cứ chạy ra khỏi vải tự nó sẽ nhấc lên một tí này. Ở P20 nhá. Còn trong vải, chạy trong vải nó sẽ không nhấc nhá. Ấn lì vào P này. Ấn lì vào P nhá. Ra P20 ấn OK này. Để ở 1 này. Là bình thường rồi. OK này. P trả ra này. Đây. Mình chạy ra. Đấy. Đấy, chạy ra nó không nhắc gì. Đấy. Để 1 là bình thường nhá. Còn để 2 hay để 3 là khi mình chạy ra ấy. Đây, để 2 này. Hoặc là 3 này. Khi mình chạy ra ấy, thì nó sẽ nhấc chân vịt. Chạy ra khỏi vả là cứ nhấc chân vịt lên tí. Cứ chạy ra khỏi vả nhấc chân vịt lên một tí.